Lớn tuổi nhưng mà là sao? Tôi già mà tôi sao? Tôi lớn tuổi hả? Lớn tuổi là tôi dễ thương. Dễ thương luôn hả? Dễ vậy? Ăn cực cưng của bà chè nè. Lớn tuổi rồi chứ. Dễ kênh Tâm Chè. Ai bữa nay bà chè bà vừa cho là vừa món đồng vừa món biển kết hợp cho bạn. Ốc lát, cơm chép mọi người, tôm lóng, ủa này là bạch tuộc. Rồi để dầu vô rồi làm cho nó thơm nha mọi người. Rồi các bạn ăn cơm chép, cơm chép cho hôm nay quên chặt nước dừa ha. Đó, cơm chép đã không các bạn, cơm chép. Lát bạn ơi, lát cái gì rồi, tôm miếng kìa, miếng rồi để sao, miếng chưa nấu rồi mà tôi khỏi để sao đi để nó rồi nấu rồi. Đây tương cà, tương cà các bạn ơi, tương cà nước tương. Không có. Con dễ em tự nấu đi người. Không ăn dễ thôi. Ừ, không có. Đường. Tự xử. Đây, dầu điêu. Đó, kết hợp nha các bạn. Đây, miếng nha mọi người, miếng. Rồi bạch tuộc để vô, nước dừa để vô, nước dừa vô các bạn ơi, hai trái dừa, nước dừa. Rồi rau, cái gì là kêu gì quên này, bắp cải, bắp thảo, cải bắp thảo. Rồi ok, 5 phút rau chín. Oh, chín rồi mọi người ơi. Rồi chín mà tôm chè để cho giống như là sợ nó nóng á các bạn. Nó chưa, đã giấc chưa đồ nóng rồi. Rồi bữa nay bà chị ngồi kéo à, ngồi mò quá cho mọi người nè. Rẻ rồi. Nó có vô ngồi coi ai làm ai được cứ làm ai. Trời ơi, nói không thiếu gì. Trời yêu ơi. Đang chờ đợi. Nè. Đây nè, cầm đi. Đây nè, anh trai mình 45 tuổi đó mọi người. Được, 45, 47, 47. 47 rồi, anh dài. Ờ, trời ơi, con này miếng nè. Ồ, miếng nè. 45 tuổi già quá, ta chê à. Bảy chưa già phải không? Chưa già gì mấy? Dân mình xuống nghe. Mọi người, anh mỏi nó mỏi bắt, mỏi bán. Mỏi đây, xử. Ừ, rồi. Lỡ nào chín ăn chứ đi. Còn thiếu một bạn hiền nữa. Ừ. Làm chưa gì á, gì á. Ăn thôi. Đi là cộng đồng mà. Ô cháu yêu. Vô cháu yêu. Cháu cơm chưa? Vô hồng nào mà. Vô nè. Cốt. Ừ, mọi vô luôn bạn. Ngại mổ đem chén quá hả? Cho mượn chén. Hôm nay tôi có đem chén sẵn nè, cốt ơi. Ừ. Ừ. Để lại bạn nè. Ừ. Đây là giữa đồng, hải sản đồng và hải sản biển. Hòa quyện. Ôi ôi, chém chép mọi người. Con này lạ nè. Con này bữa đi Châu Đốc anh Đức. Trời ơi thôi, bắt về cái bao đó nhớ không? Quá trời. Ăn bạc. Con nào chín ăn đi mày. Ừ. Chín cứ ăn đi. Chín ăn trước đi. Tại vì các bạn cũng thông cảm không? Đâu có ăn ấp đồng ấy. Thôi thôi. Nè. Quên lấy gì lễ ghim lễ rồi. Đâu có. Cái này là lấy đũa. Đũa luôn. À, hại luôn à. Được không? Ừ. Nói rồi tâm chè ăn nhanh quá. Tại có chặt đít không sao. Ăn nhanh là một chuyện mà cái chuyện thứ hai nữa là các bạn. Tâm chè ăn đã bên nhanh rồi. Ừ. Mọi người đâu chân thật rồi các bạn. Hồi hình cho. Anh chạm của bà chạy mọi người ơi. Ăn nhanh. Này đó các bạn biết sao? Mình ăn nhanh á. Ê mình ăn chậm á. Làm video cực lắm. Ví dụ quay 30 phút mà mình phải ép trong vòng là 13 phút.
Tại nhiều quá thì ai đâu coi cái mình các bạn, khó đề xuất. Ốc ngon quá bạn ơi. Bơm đi bạn ơi. Ủa ngon. Cơm kết hú. Hú, hú khò hả? Đúng rồi. Ừ, ngon quá ngon. Có cô nào vô dễ thương vô nấu cơm giùm anh giùm. Ngon quá em, ăn. Sợ. Anh đang độc thân á. Ăn bạn ơi quá trời luôn. Nhiều lắm. Cứ một chảo, đâu, bà tụt thì chưa dính. Sợi bà tụt nãy giờ để trên. Bữa nay ông không có đem cái chén qua hả chứ, yêu cái tô qua hả? Chưa nấu cơm hả? Qua mồi nhóc không? Ừ, qua đó. Rồi biển không, rồi biển đi. À, xin bà hiền miếng cơm ngon. Này em gì không? Miếng ngon. Đây, miếng. Miếng ăn nhanh vậy chừng nào mới hết video. Chắc một tiếng hả? Tốc độ. Ôi đã trâu. Chết. Ăn hết bằng dòng này đi ăn kia ngon lắm. Quá trời. Tắt bếp quá bạn ơi. Không quá. Làm này được không? Bớt đi, cho trụng trụng đồ bớt đi. Ồ. Quá, quá đã. Ồ, quá sướng. Quá đẹp. Ăn chưa, ăn cơm chưa, cái đấy. Chưa là chỗ này trúng nắng nha bạn. Ừ. Đó. Đồng quê. Hải sản. Đồng quê có mà hải sản cũng có luôn. Ngủ. Chắc dạ, video rồi 3 tiếng luôn. Đó. Trời ơi. Xin lắm. Đó. Tốt rồi bạn. Cái này chưa chín nè. Tổ dưới nè. Đúng. Nay cháu yêu đi làm về mệt, cháu yêu chưa ăn cơm. Nay có bạn tính xối thôi. Đó. Ngon quá mọi người. Công nhận chim chép nước nước này nó ngọt. Chim chép các bạn. Dạng em. Ngọt. Kinh khủng. Tử nhỏ. Tử nhỏ nhưng mà chất lượng lớn không? Lá các bạn. Chính rồi. Cái viên đang chờ mở rộng vòng tay. Mở rộng vòng tay đón em như nào thấy. Tại vì em đang ở Sài Gòn rồi. Các bạn có làm quen với Tính Sói thì liên hệ ra ra Tấn Phú, đường Phạm Hùng, thành phố Vĩnh Long nghe các bạn. Phường 9, thành phố Vĩnh Long. Ngon. Cháu yêu. Ơ, bữa nay em có đem tô nữa hả? Có. Có đem muỗng không? Có luôn. Muỗng này. Để cái ghế kìa. Dạ. Ông có đem ghế không? Dạ. Tôi nhóc cho ăn luôn. Con nhóc này nè. Quá vui. Tôi lấy. Không, không, không ăn cũng phải lấy. Rồi, cảm ơn. Không ăn phải lấy nè. Vậy nó mới coi còn mà tụt không? Mà tụt tôi đông quá trời đông mà. À, ông ăn ngay này không? Này ngon nè. Không, cậu cũng ăn. Không, dạ, ông ăn cái gì này. Ông ăn, tôi ăn cái gì đâu. Nè. Ôi, tôi kiếm bà tụt rồi. Tụt cho con cháu. Tụt cho con trẻ. Ủa, nhìn đô bà tụt cũng no. Tôm ơi. Tôm mọi người. Tôm đang bơi trong chạp.
quá. Tôi bạch rồi hả? Ừ, con tôm này không? Con tôm này cho tôi bạch rồi. Tôm màu xanh. Ồ. Dạ. Rồi cho. Cho tôi bạch con nha. Bạch ơi cho con này bạch. Bạch. Này đổi rồi đó. Này đổi rồi gì á. Thôi ơi, nước nó ngon. Ngon lắm. Thấy à, tâm chè hấp nước thấy cũng mắc hẹp. À, đó, em hút, em nuốt qua em còn thèm nè. Áo ngọt. Ngọt. Giống như ngọt, giống như hết nè. Ngọt giống như hết nè. Thôi đủ nó ngon. Nay là không bỏ miếng nước nào rồi mọi người. Thôi hấp nước nha cháu. Dạ. Không. Chào tất cả mọi người coi. Chào tất cả mọi người. Mặc dù tôi lớn tuổi nhưng mà là sao? Tôi già mà tôi sao? Tôi lớn tuổi hả? Lớn tuổi là tôi dễ thương. Dễ thương luôn hả? Ghê vậy? Anh cục cưng của bà chè đó. Lớn tuổi thì dễ thương. Dễ thương không anh Hùng? Có cô nào giờ mai cho người lớn tuổi luôn rồi. Chàng vô đó rồi mệt. Mở tấu. Có anh theo là mai được á. Ngon quá. Ừ, mình ăn con ốc thử coi. Mấy giờ kia ngon. Ngon ốc cháu Hiệu ơi. Dạ. Ốc ngon. Bạn ơi, bạn nào có nhiệt tình mà làm mai cho ốc chè với mọi người ơi. Thôi ông chè nghỉ đi. Nghỉ làm mai. Nè cho ông sói kìa. Ốc nhồi các bạn ơi. Ốc này mắc mấy chục ngàn trước nha. Tại tâm chục thôi. 60. Dễ hả? Ngon ngon. Ngon. Nè giá đâu bằng cái này. Này mới giữ nè. Đó giá đâu bằng cái này. Em giữ nè. Trời ơi, đây còn bà tụ đây cháu ơi. À không, này không phải bà tụ. Này là bạch kem chép. Bạch tạng. Ngon quá. Mời mọi người nha. Tôm lóng đó các bạn. Mà chèo mua tôm lóng chứ không phải tép. Ấy chứ không phải tôm. Tôm lóng tức là con tôm con phải không? Hồi xưa cái này tâm trong ổn cũng không ủa chè ăn tâm không? Ăn tâm không? Để cho bà đi. Hai con bây giờ bà trên cho bà ba con cho tôi bạch cái đầu biết đó cho tôi bạch đi nó hấp nước không bộ. Bỏ quá. Nó giữ có nhiêu nó. Lấy bằng cái sạn đó các bạn. Một số em chơi cái giá đâu có bằng. Sạn bị ghê. Ngọt. Con này nó mập quá rồi, mập bộ rồi. Ừ. Không có vợ, nó tiếp mập. Mập quá, mập rồi bạn ơi. Được không? Phải kiếm một người bạn mập vậy phải không? Được như vậy cũng mừng. Bóng thật rất nhiên không vậy. Cho đốc không? Ơi cho đốc mình nói tới. Bữa đó Út đi, Út đâu có ai đâu có chết không gì? Có đi, Út đi. Ừ. 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 Làm bên chùa. Bữa 7 mà. Đúng rồi, thứ 7 làm bên chùa. Nhìn cái đốc nữa vậy? Nhìn núi á? Cô là năm. À đi. Đúng rồi, có người hoàng mà. Hoàng. Năm. Ngon. Đây. Ăn thổi rồi, đưa 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 rồi. Quá trời rồi. Đó, có ấy luôn rồi. Mấy con tròn nữa, mập nhất. Nhưng chim chép thành đó. Chép thành cả lớn không mà. Không biết không. Con nào chụp hình coi, không biết rồi. Mình đưa lên. Nè, ừ. Ốc. Ốc đắng, cứ quên, ốc lát. Ngon. Trời ăn gì, ngon hơn đồ biển. Rồi, hết la rồi. Quá ngọt. Nó đã không còn miếng gì luôn. Cái quay qua đây, qua đây. Mày ăn chia ra. Rồi. À, ông chiên miếng cho hết. Đúng rồi, đúng rồi. Đây, làm đi, ăn cho hết, để cho còn các bạn. Nha, đây, chim chép luôn.
chè no nhất là quá là mất vợ nên nó ăn hết bị đầu ăn còn mất vợ đó. Ê, nhất là quan nhớ gì trang đồ cặn gì trang cái khẩu này nè đó được quá rồi mời tất cả mọi người nha. Ngon thiệt là ngon. Chắc chưa là anh em tổng hợp lại khu vườn ẩm thực này các bạn. Nói chung là anh cài thôi mà chưa quay YouTube review thì anh em ăn cơm thì ăn chung đó các bạn cho vui. Mà bạn đừng suy nghĩ gì nha anh em. Xong luôn công nhận đã kìa. Còn ba con này dành cho Tiểu Bạch. Quá ngon các bạn. Chưa đâu, tâm chè với lông vậy. Như người bạn, tâm sói nè. Chào yêu à. Xin chào tạm biệt mọi người. Bye rồi, bye bye nó rồi.